Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ghi nhận một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là bệnh nhân nữ trú tại khu 2 xã Kim Đức, thành phố Việt Trì. Đây là trường hợp liên quan đến F0 tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ngay trong sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp phong tỏa, cách ly các khu vực có liên quan tới ca bệnh và truy vết các trường hợp F1, F2 để cách ly theo quy định.